Cửa hàng Hoa Lâm xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên cửa hàng bên con xin giới thiệu với các cô chú một số dòng hồ điệp Duritan của chú. Đây là một hoa màu tím nè. Hoa rất là đẹp của nha cô chú. Và cái dòng hồ điệp này Duritan này nó có sức sống rất là mạnh luôn. Là cái này nó chịu nắng mưa rất là tốt của chú. Chứ nó không phải là giống như là hồ điệp kia. Không nắng không mưa, còn cái này là nắng mưa rất là tốt. Và cái dòng này nó phát triển rất là mạnh luôn cô chú. Cây rất là khỏe. Và hiện tại thì bên cửa hàng mình còn bán với giá tiền là 200.000 đến 250.000 một giò. Và hồ điệp này nó có khả năng chịu mưa rất là tốt nha cô chú. Và nó cho hoa dày và vòi hoa nó phân nhánh ra rất là nhiều hoa luôn. À, cô chú nhìn nè, vòi hoa nó phân nhánh ra rất là đẹp cô chú. Tiểu hồ điệp Duritan khả năng chịu mưa nắng rất là tốt nha cô chú. Và giá của nó cũng rất là rẻ nữa, hình cây rất là đẹp luôn. Và đây tôi sẽ giới thiệu với các cô chú từng mã số và từng giá tiền của các hình cây đó nha cô chú. Rễ nó bám rất là tốt nha cô chú. Và đây là mã số 1. Giá tiền của nó là 250.000 nha cô chú. Dòng hồ điệp nó có khả năng chịu nắng chịu mưa rất là tốt luôn. Đây là mã số 1. Giá tiền của nó là 250.000. Đây là hồ điệp Duritan nha cô chú. Bản lá rất là đẹp luôn. Đây là tiểu hồ điệp Duritan. Bản lá nó được khoảng 4 xăng nè. Cây rất là mướt luôn cô chú. Và rễ của nó bắt đầu phúng ra rất là khỏe, rất là tốt luôn. Khả năng chịu nắng mưa rất là tốt nha cô chú, không giống như mấy cái loại hồ điệp kia. Đây là giò mã số 1, giá tiền là 250.000 mã 1. Duritan mã số 2 của chú, giá là 250.000 luôn, hai thân. Rễ phúng ra rất là tốt chú, đây là hàng thuần nên mình về mình chăm sóc nó cũng không có bị lo mà nó bị hư. Đây, đây là giò mã số 2 của chú, khả năng chịu nắng mưa rất là tốt luôn. Cây rất là khỏe, rễ ra út đút nè cô chú. 250.000 mã 2. Mà số 3 của chú, một mầm nè. Hai thân lớn và một mầm. Rễ nó phúng rất là tốt nha cô chú. Mã số 3. Giá của nó là 250.000 và mã 3. Thế là mã số 4. Cái này đang có vò hoa nè cô chú. Mã số 4. Cây có đang có vò hoa nha cô chú. Giá tiền của nó là 250.000 mã số 4. Rễ ra rất là tốt rồi mà có cây đang có vò hoa không nè. Mã số 4. 250.000 mã 4. Tiếp tục đây là mã 5 nha cô chú. Nhà này có 3 thân. Rễ nó bám rất là tốt nè. Nó đang phúng rễ rất là mập luôn cô chú. Nhìn con rễ em thấy đã luôn. Đây là giò mã số 5. Giá của nó là 250.000 mã 5. Có 3 thân nha cô chú. Duritan giò mã số 5. Cứ tức cây đó nè. 250.000 đây giò mã số 5. Tiểu hồ điệp Duritan nha cô chú. Mã số 5. Giá là 250.000. Mã 6 giá là 250.000 luôn nha cô chú. Một thân hai mầm. Mã số 6 giá là 250.000. Cây rất là đẹp luôn cô chú. Giờ mã 6 giá là 250.000. Mã 6 250.000. Cây rất là đẹp luôn. Giờ mã số 6 giá là 250.000. Tiếp tục đây là mã số 7. Cây đang có vò hoa nè cô chú. Có hai mầm luôn. Rễ ra rất là tốt rồi. Cây đem vò hoa nha cô chú. Có hai thân. Và cây thì con đã có đo kích thước cho các cô chú xem rồi đó. Giá là 250.000. Đây là mã số 7. Đây cô chú nó về khoảng 12 xăng nè. Đây là mã số 7, giá tiền là 250.000, mã 7. Tiếp tục đây là mã số 8, có hai thân luôn. Mã 8. Giá của nó là 250.000 nha cô chú. Đây là mã số 8, có hai thân. 250.000. Nè cô chú nhìn bản lá được khoảng 5 xăng luôn nè. Giá là 200.000, đây 250.000, đây là giò mã 8 nha cô chú. Tiếp tục đây là mã số 9, giờ này cũng có hai thân luôn và giá tiền của nó là 250.000. Đây là mã 9 nha cô chú, giá là 250.000, hai thân. Cây rất là mập luôn cô chú, rễ nó bám rất là tốt rồi. Mã số 9 giá tiền là 250.000. Giờ mã số 10 chú, cây này đang lên hai mầm nè. Rễ đang phúng ra rất là tốt luôn nè cô chú. Đó. Rễ nó bắt đầu lú ra nè. Cọng này có giá tiền là 220 cô chú, đây là mã số 10. Và giá tiền của giò này là 220.000 mã số 10. Dài khoảng 12 xăng cô chú. Mã số 10 giá tiền là 220.000. Và đây là mã số 11 của chú, hai thân. Rễ bám rất là tốt rồi nè. Giờ mã số 11.
giá tiền cũng là 220.000 luôn nha cô chú. Mã số 11 có hai thân, giá là 220. Dài khoảng có 10 xăng nè cô chú. Giá là 220.000, đây là mã số 11. 220.000 nha cô chú, mã 11. Là một mẹ một mầm và cây này nó có nụ nè cô chú. Đây là mã số 12. Giá là 250.000. Xin lỗi chú, giá là 220, đây là mã số 12 nha cô chú. Tiểu hồ điệp Ruritan. Giá tiền là 220.000, đây là mã số 12, cây đang nụ luôn. 220.000 nha cô chú, cây rất là đẹp, bản lá to khỏe. Và cây này là nó chịu nắng mưa chứ không phải giống như hồ điệp kia. 220.000 nha cô chú, đây là mã số 12. Mã số 13 nha chú, cây đang nụ nè. Rễ bám rất là tốt rồi, là mã số 13. Giá tiền là 200.000, cây đang nụ nha cô chú. Giờ mã số 13, giá là 200. Rễ đã phúng ra rất là tốt rồi cô chú, rễ mập ú luôn. Giờ mã số 13, giá tiền là 200.000. Tiếp tục đây là mã số 14, một thân và cây đang nụ luôn. Giá tiền là 200.000 nha cô chú, mã số 14. Và cái dầm này nó cũng rất là xuyên hoa chú, khi nào cây khỏe sẽ cho hoa. Mã số 14, 200.000. Tiếp tục đây là mã số 15, rễ nó phúng ra rất là tốt luôn cô chú. Đây, mã số 15, rễ ra rất là tốt luôn. Giá tiền của nó cũng là 200 nha cô chú, đây là mã số 15. Hồ điệp Duritan, bản lá vậy được khoảng 5 xăng luôn á. Cây rất là đẹp cô chú, mã số 15, giá tiền là 200. Tiếp tục là mã số 16 nha cô chú. Rễ của nó bám rất là tốt luôn, đang ra phà phà luôn. Giờ mã số 16, giá tiền của nó là 200.000 nha cô chú. Mã số 16 giá là 200. Hồ điệp Duritan nha cô chú, mã 16, giá là 200.000. Và tiếp tục đây là mã số 17. 200.000 của chú, đây là mã số 17. Giá là 200.000, giờ mã số 17. 200.000 nha cô chú, cây rất là mập luôn. Mã số 17 giá tiền là 200. Và đây là giờ mã số 18 của chú, cây đang có nụ nè, rễ đã bám ra rất là tốt rồi, đang bắt đầu xì rễ ra. Và giá của chậu này là 200.000 luôn nha cô chú, đây là mã số 18, mã số cuối cùng, giá tiền là 200.000. Bản lá rất là to cô chú, nó khoảng được gần 6 xăng luôn nè. Cây càng lớn thì hoa nó càng to nha cô chú. Giờ mã số 18, giá tiền là 200.000, mã số cuối cùng.